ra là tôi mới biết cách đây có mấy tiếng một cú điện thoại của một người rất là lạ, xưng tên là Tuấn, có một cái giải bóng đá FC Thăng Long để làm từ thiện cho các trẻ em, mà làm được những gì thì tôi cũng chưa rõ. Cứ nói đến bóng đá là thích rồi, thứ hai là bóng đá từ thiện lại càng thích. Thế là tôi đến với một cái tư cách cá nhân, với người danh dự họ. Và tôi đến đây có mấy phút thì cũng đã dồn dập các bạn trẻ hỏi là ông đã tham gia một cái dự án Faster là dành cho những trẻ em trẻ thuật thiệt thòi. Thì cái dự án này tiếp tục phát triển, vậy thì tôi ủng hộ. Thứ nhất là bóng đá là vui chơi, những người chơi bóng đã thích, chơi bóng xong lại có tiền cho trẻ em nghèo thì không còn gì thích hơn nữa cả. Đấy là một điều tôi rất tâm đắc. Tôi là Đặng Gia Mận, nguyên là một nhà giáo về hưu, rồi tôi lại là một cầu thủ bóng đá, cho nên là nhiều lúc cũng lẫn lộn không biết mình là nhà gì. Có lúc mình là nhà giáo, có lúc là mình cựu cầu thủ. Chứ bây giờ thì tôi làm bình luận viên cho các chương trình bóng đá, mấy là chuyện. Cũng nói bảo bố của hai cầu thủ nữa.